Phương Nguyên xin được mến chào quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi luôn luôn mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin rất là giá trị, hữu ích. Và đặc biệt đó là chúng tôi luôn mong muốn cố gắng để có thể giới thiệu đến quý vị những tác phẩm, những nghệ sĩ đã được quý vị yêu mến, đã nổi tiếng cũng như là có mức độ ảnh hưởng trong nền âm nhạc của Việt Nam và thế giới. Nhưng đồng thời đó sẽ là những gương mặt trẻ, tiêu biểu, nổi bật. Và ngày hôm nay thì sẽ là những nhân vật như vậy. Họ rất tài năng và họ đang có những khát khao, hoài bão để có thể mang âm nhạc mà mình yêu mến đến với quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị ba vị khách mời và họ đã làm nên một bộ ba có tên gọi là Fantasy Trio. Và bây giờ thì Phương Nguyên sẽ được giới thiệu các thành viên của nhóm Fantasy Trio. Đầu tiên là một nhân vật rất là xinh đẹp ngồi với bên này, thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ flute Nguyễn Trương Hoàng Yến, nghệ sĩ piano Trần Thụy Sang, và xin được giới thiệu nghệ sĩ clarinet Hoàng Ngọc Anh Quân. Cảm ơn Fantasy Trio đến với chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên chắc chắn Phương Nguyên phải hỏi ngay đến cái tên. Các bạn có thể giải thích một chút xíu để quý vị khán giả hiểu rõ hơn. Vâng, thì cũng xin chia sẻ với quý khán giả, thì Quân là người nghĩ ra cái tên Fantasy này. Thì Fantasy, nghĩa tiếng Việt của nó nghĩa là những sự tưởng tượng. Loại hình tam tấu, clarinet, flute và piano là một loại hình tính phòng vẫn còn mới lạ đối với các khán thính giả Việt Nam. Và Quân nghĩ là cái tên này nó phù hợp nhất vì tam tấu của Quân là một tam tấu sẽ có nhiều trí tưởng tượng phong phú và sẽ mang lại nhiều hình ảnh gam màu khác nhau trong âm nhạc của mình cho khán giả. Nha, thật sự ra khi mà mình là những người tiên phong thì chắc chắn là mình sẽ có một cái vùng đất rất là rộng để mình được làm những điều mà mình thích. Tại sao lại là ba nhân vật này? Có phải là một cái cơ duyên gì đó, mọi người biết nhau từ trước, hay là có một dịp gì đã đưa mọi người đến với nhau? Đầu tiên là do Yến rất là muốn có một cái dịp để mà được chơi nhạc thính phòng. Tại vì đã có một thời gian mình làm việc trong nhạc giao hưởng rồi, thì mình muốn thử sức với lại những cái loại hình mới hơn. Thì ở đó loại hình âm nhạc thính phòng là loại hình mà mình muốn thử sức. Thì khi đó mình nghĩ tới việc là mình sẽ chơi với ai đây. Bạn Quân là vừa trở về sau chuyến du học Hà Lan. Yeah. Thì mình mới liên lạc với Quân, mình rủ Quân là: Quân ơi, chơi với lại chị đi. Yeah. Tụi mình kiếm cơ hội để mà diễn thính phòng chung với nhau đi. Thì sau đó Quân lại là người mà nảy ra ý tưởng là hay tụi mình lập một nhóm với nhau luôn đi. Thì lúc đó Yến mới nhớ ra là Yến có hay thường chơi duet chung với lại Sang. Thì sau đó là Yến rủ Sang. Mà yeah, Sang ngày xưa cũng là học chung lớp với Quân. Thế là tụi mình có bộ ba. Như vậy thì trong cái việc kết hợp cả ba bạn với nhau, thì cái con đường nào mà nhóm đang định hướng và muốn chinh phục? Cái sự kết hợp tam tấu này hiện giờ đang không có được phổ biến ở Việt Nam. Thì đó là sứ mệnh đầu tiên mà Fantasy Trio muốn đưa những tác phẩm mà rất hay, rất rất nổi tiếng của loại hình trio này nhưng chưa có phổ biến ở Việt Nam đến nhiều hơn với khán giả thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn là khán giả Việt Nam nói chung. Thứ hai là đưa cái tầm quan trọng của âm nhạc thính phòng đến với khán giả nhiều hơn. Yeah. Và cái điều mà Phương Nguyên rất là thắc mắc đó là nãy giờ thì mình biết được cái hình thức kết hợp tam tấu ba người, đặc biệt là ba loại nhạc cụ này, thì gần như nhóm mình là đầu tiên ở Việt Nam. Nhưng mà trên thế giới thì như thế nào? Mình có một cái hình mẫu nào để mà mình có thể học hỏi, hay là mình hoàn toàn là những người mở đường đầu tiên tự sáng tạo và tự làm những gì mà mình yêu thích? Trên thế giới thì bọn mình không phải là nhóm đầu tiên, và qua quá trình tìm hiểu thì nhóm con cũng có được một vài hình tượng, hình mẫu. Quý vị khán giả có thể lên YouTube và search thử Trio Dobona, là một tam tấu cũng gồm ba người trẻ và rất tài năng. Vậy thì bây giờ mình nói một chút về từng loại nhạc cụ. Vâng, trước khi chia sẻ kỹ hơn và nói kỹ hơn về từng nhạc cụ trong tam tấu thì mời quý vị khán giả hãy đến với phần trình diễn của hai bạn Yến và Sang qua tác phẩm Mùa Xuân Spring của nhà soạn nhạc Bifting. Thank you.
Quý vị vừa được thưởng thức một màn trình diễn rất là tuyệt vời đến từ hai nữ khách mời xinh đẹp của chúng ta, đó là Hoàng Yến và Thùy Sang. Thì chính là một cái dịp rất là tuyệt vời để chúng ta có thể nói về loại nhạc cụ của mình và cái vai trò của nhạc cụ trong Tam Tấu hay là trong tiết mục vừa rồi cũng được ạ. Thì đây là tác phẩm Spring, mùa xuân, nằm trong một cái tổ khúc bốn mùa của tác giả Herman Bifting. Ông là chuyên viết cho hòa tấu, rồi hai nhạc cụ, ba nhạc cụ, đó, rồi viết cho nhạc cụ hơi, rồi viết cho dây, nói chung là tất cả là về hòa tấu. Và đặc điểm thì là, như mọi người có thể thấy, nó rất âm nhạc rất là du dương, rất là dễ nghe, rất là dễ cảm và rất là dễ tiếp cận với khán giả. Về vai trò của piano trong trio á, thì mọi người biết á, piano là nhạc cụ có thể đa chức năng, vừa có thể solo, vừa có thể đệm, vừa có thể hòa tấu, nói chung là có thể làm tất cả mọi thứ. Thì trong cái phần trio á, thì tất nhiên là lâu lâu thì piano vẫn có một vài chỗ spot để solo, có vài câu giai điệu để dẫn hai người bạn của mình đi. Nhưng mà thật ra thì quan trọng nhất thì piano là một cái nền rất là chắc để giữ tiết tấu này, giữ hòa âm, tạo màu, tạo nền để cho hai nhạc cụ hơi này có một cái nền để mình tỏa sáng. Còn đối với lại nhạc cụ flute của mình thì flute là một nhạc cụ có thể chơi được đa dạng rất là nhiều các thể loại âm nhạc khác nhau và cũng có thể thể hiện rất là nhiều các loại kỹ thuật khác nhau. Như các bạn vừa thấy là trong cái tác phẩm vừa rồi là mình có chơi cái phần mở đầu là những cái câu nhạc rất là du dương, rất là mềm mại ở những cái âm vực rất là thấp. Xong sau đó là nó sẽ được phát triển dần dần lên ở những cái âm vực cao hơn để đưa ra những cái màu sắc khác. Và sau đó cái phần kết của mình làm một cái đoạn nó rất là dữ dội, thể hiện những cái technique mà staccato, những cái nốt mà nó đánh rời ra. Cái màu sắc của nhạc cụ flute cũng là một cái màu, nó cũng là màu gỗ, và cái màu gỗ này nó sẽ kết hợp và nó sẽ phối rất là đẹp với lại màu sắc của nhạc cụ clarinet nữa. Và đối với lại cái tiết mục vừa rồi thì chúng ta đã thấy được sự kết hợp giữa piano và flute, nó đã mang lại những cái âm thanh kỳ diệu như thế nào. Nghe là mình cảm thấy rất là du dương bay bổng. Nhưng khi nói đến clarinet thì chúng ta thấy một cái màu rất là khác biệt, đúng không? Vậy thì chắc là bây giờ Quân cũng sẽ chia sẻ về clarinet và cái vai trò của loại nhạc cụ này. Clarinet cũng là một nhạc cụ hơi cùng bộ kèn gỗ với lại flute, và những tính năng và những thế mạnh của nó cũng khá là tương đồng với flute. Clarinet còn có một điểm mạnh nữa, đó là âm vực của nó rộng nhất trong tất cả các nhạc cụ kèn gỗ, và clarinet có thể đi từ những âm vực trầm ấm và dày dặn cho đến những âm vực cao thánh thót. Cũng như chị Yến đã có đề cập thì khả năng hòa hợp về màu sắc giữa clarinet và flute được đánh giá là tốt và hay nhất trong âm nhạc cổ điển, và đây là điều đã được công nhận bởi không chỉ các nhạc công mà cả các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Trước khi đi sâu hơn về sự kết hợp đó thì Quân cũng xin được đem đến cho khán giả một thế mạnh của clarinet thông qua tác phẩm Điệu Vals Mùa Xuân của nhà soạn nhạc Shostakovich. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc vừa rồi đã cho chúng ta thấy được khi mà các loại nhạc cụ của Fantasy Trio được đặt trong một bản nhạc và được các bạn thể hiện với sự ăn ý sẽ mang đến những cái âm thanh như thế nào. Nhưng mà bây giờ thôi mình tạm gác lại câu chuyện âm nhạc đi. Mình đến một cái câu chuyện mà chắc hẳn quý vị khán giả cũng tò mò muốn biết lắm, đó là chuyện hậu trường. Phương Nguyên biết chắc luôn đó là dù chúng ta có ăn ý như thế nào trên sân khấu, nhưng trong hậu trường thì nó cũng sẽ là những cái giây phút khó khăn, hay là chúng ta sẽ gặp những cái bất đồng quan điểm. Không biết là mình có hay gặp bất đồng quan điểm không ạ? Ai sẽ là người hay bất đồng nhất và ai sẽ là người hay đứng ra để giải quyết những bất đồng của nhóm? Nói về bất đồng quan điểm thì tất nhiên là hai bạn nữ thì sẽ dễ xảy ra bất đồng quan điểm nhất. Và bạn nam luôn luôn là người mà làm dịu những cái phần bất đồng đó lại. Cho nên là sẽ có những cái lúc mà tụi mình rất là căng thẳng luôn. Nhưng mà sau đó thậm chí là có một lần giận nhau luôn. Tập xong đi về luôn, không đứa nào nói câu nào hết, giận nhau luôn. Nhưng mà sau đó Quân lại nhắn lên trên group một hai câu, xong đứa này nhắn vô một câu, đứa kia nhắn vô câu, cái thấy là vui vẻ với nhau lại. Xong chỉ cần một bữa đi ăn ốc là làm lành lại với nhau thôi. Bắt đầu ở đây á thì nó không nặng nề đến cái mức mà mọi người nghĩ như là cãi nhau về những cái vấn đề cá nhân, mà đơn giản là bất đồng ở đây á là về việc nêu ý kiến cái việc này nên làm như thế nào cho nó hay, rồi những cái có những cái ý kiến đóng góp cho những cái đêm diễn đó làm sao cho nó hay hơn. Thì ngay cả khi có những bất đồng thì cả ba người bọn mình là luôn luôn nghĩ theo hướng là cùng nghĩ về cái lợi ích chung và hướng đi chung của trio để mà thống nhất với nhau. Và đôi khi mình có thể mình gạt bỏ vào một vài cái ý kiến cá nhân, nhưng mà luôn luôn phải tìm đến cái điểm chung để mà đi với nhau. Phương Nguyên thấy là có vẻ như Sang là trong nhóm là ít nói nhất đúng không? Có hai vị hai bạn còn lại trong nhóm ăn hiếm không hay như thế nào? Thật ra thì ngay cả trong lúc tập thì Sang vẫn là cái người ít nêu ý kiến nhất. Tại vì piano nó là một cái nhạc cụ mà có thể gọi là thích nghi được dễ hơn so với hai nhạc cụ hơi, nên là mình sẽ để cái tôi mình thấp hơn. Mình sẽ nhường hai bạn hơn một xíu chứ mà gọi là cái tôi của mỗi người chơi nhạc thì đều rất là cao. Loại hình tam tấu thì mọi người hay bị nhầm tưởng, mỗi khi có piano thì piano đệm hoàn toàn cho các nhạc cụ còn lại, nhưng thực chất trong loại hình tam tấu là ba nhạc cụ, ba nhạc công có tầm quan trọng ngang nhau. Bất kỳ ai thì cũng sẽ có những cái giây phút để mình tỏa sáng đúng không ạ? Và cái quan trọng đó là khi mà cả ba nhạc cụ kết hợp hay ba người trong một nhóm kết hợp thì sự hòa quyện nó phải là yếu tố quan trọng nhất của nhóm. Bản thân Phương Nguyên ngồi đây thấy đây là những người bạn cùng trang lứa với mình, những người trẻ và rất là tài năng. Thì giới trẻ sẽ có những cái gu, thì mỗi người sẽ một gu khác nhau, nhưng mình biết được một cái gu chung của giới trẻ và cái xu hướng hiện nay như thế nào. Nhưng nhóm thì lại chọn một cái hướng đi rất là riêng. Thì các bạn có bao giờ nghĩ rằng là ok, mình cũng có thể làm những cái gì đó xu hướng một tí, trendy một tí, mang tính viral để có thể lan tỏa một cái tên của nhóm? Tiết mục mở màn hôm nay là một tiết mục mang màu sắc jazz standard. Thì tụi mình đã bắt đầu suy nghĩ đến việc là bước ra gần hơn một chút với khán giả, không chỉ là giới trẻ mà tất cả mọi lứa tuổi luôn. Trong tương lai thì tụi mình sẽ có những cái tác phẩm trẻ hơn nữa, popular hơn nữa. Ví dụ như là sắp tới tụi mình sẽ có một số tác phẩm từ nhạc phim Ghibli Nhật. Tụi mình sẽ đặt hàng để mà phối riêng cho trio của tụi mình. Hy vọng là sẽ được khán giả đón nhận. Các bạn có tầm nhìn rất là rõ ràng và các bạn có những cái bước đi rất là chuyên nghiệp cho cái tầm nhìn mà các bạn đặt ra. Thì đây là minh chứng cho những nghệ sĩ trẻ có tài năng và họ muốn cống hiến bằng chính cái tài năng và sự tâm huyết cũng như là sự chuyên nghiệp và đầu tư chỉnh chu nhất có thể cho từng cái tác phẩm âm nhạc. Và Phương Nguyên tin là tất cả những cái sự tâm huyết này, những sự nghiêm túc này xứng đáng để chúng ta dành những sự yêu mến và ủng hộ. Phương Nguyên cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ba nghệ sĩ của chúng ta. Sự có mặt của các bạn ngày hôm nay đã là một cái điều rất là tuyệt vời. Vậy thì chắc một món quà đáp lại cho khán giả trước khi mình kết thúc chương trình nha. Tiết mục cuối cùng mà chúng mình muốn đem đến cho khán giả là một điệu vals mang tính chất vui vẻ, vui tươi của một cuốn mùa xuân của nhà soạn nhạc người Nga Shostakovich. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục này. Và đây cũng là lời chào tạm biệt của Gõ Cửa Âm Nhạc số phát sóng tuần này. Phương Nguyên cùng với Fantasy Trio cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và sẽ được hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng lần sau.